Bueno. Xong lại quên mất. Đó. Các kiểu dữ liệu của biến thì với PHP nó khá là giống với JavaScript, nó cũng có những kiểu dữ liệu tương tự. Ví dụ chúng ta có kiểu dữ liệu về chuỗi, được chưa? Chuỗi thì chúng ta có cái biến $str bằng một chuỗi như này, quy định về chuỗi thì là hai phẩy. Ví dụ như đây là chuỗi ký tự, chuỗi ký tự, được chưa? Và chúng ta có kiểu dữ liệu về ký tự, được chưa? Thì là đô la trà bằng như thế này, là kiểu ký tự. Hai thằng này nó có khác nhau một chút. Ví dụ như sau, tôi có cái biến đô la number bằng 500, được chưa? Đó là kiểu dữ liệu số, đây là kiểu dữ liệu số luôn, được chưa? Thì tôi tiến hành echo ra cái chuỗi, đúng không? Đây là chuỗi, đúng không? Chuỗi ký tự, đúng không? Số của chúng ta là đô la number, đô la number, được chưa? Và chúng ta echo tiếp, đoạn này tôi thêm một cái thẻ br vào đây, đoạn này echo tiếp số của chúng ta ấy, hai, chúng ta có hai cái số của chúng ta là đô la number và một cái nữa cũng như vậy, được chưa? Bạn xem cái sự khác nhau của chúng nó nhé. Localhost 1710 sược L16, thấy gì khác nhau? Cái trên là hiển thị giá trị, hiển thị giá trị của cái biến vứt vào đây, và chỉ có biến thôi nhá, chỉ có biến thôi nó hiển thị giá trị của biến ở trong này được. Còn nếu mà chúng ta để kiểu dạng ký tự như này, nó đưa hết tất cả về ký tự, và cái đô la này cũng là ký tự, mà cái br này cũng là ký tự, được chưa? Hai cái này nó có khác nhau một chút. Hả? Ờ, hai ngoặc kép. Dấu phẩy kép thì chúng ta hiển thị được giá trị của biến, còn dấu phẩy đơn thì chúng ta không hiển thị được, nó hiển thị tất cả là text. Được chưa? Tiếp theo, nếu mà trong dấu phẩy này mà tôi viết như này có được không? Tôi còn biết tôi viết như này có được không? Thử nghĩ xem. Thì liệu nó có ra là phẩy 500 phẩy không? Hả? Giống dưới luôn đấy hả? Được chưa? Đó, nó chấp nhận những cái dấu phẩy kiểu như này. Nhưng mà nếu mà chúng ta kiểu như thế này là chết này. Này thì ăn cứt luôn này, bởi vì nó kết thúc chuỗi ở đây, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ, nó sẽ báo lỗi ngay. Đó, chúng ta không được phép làm này. Tương tự thì thằng này cũng không được làm như này, không được, được chưa? Nhưng mà thằng ở ngoài này có thể chứa như, viết như này được, chấp nhận được, nhưng mà chẳng mang, chẳng để làm gì, đúng không? Thế đố các bạn, nếu mà thằng ở trên này muốn hiển thị cái dấu phẩy như này đấy, làm nào đấy? Làm nào? Cái chéo bên này hay cái chéo bên này? Cái này, dấu phẩy này, nhìn ra thấy chết rồi. Như này. Cái đó. Được chưa? Đó. Thì chúng ta phải lưu ý. Thế đố các bạn nhé. Tôi muốn hiển thị cái đoạn text như sau. Ví dụ như kiểu đô la number bằng 500. Ví dụ cái text nó như thế này luôn này. Thì tôi viết kiểu gì? Nhét đoạn text đấy vào trong cái chéo kia. Cái này, copy cái này, vứt vào đây. Không, trong cái này. Trong một tí này. Trong cái màu tím này. Đây, như này.
Nhưng 500 này là 500 là giá trị number của biến number cơ mà. Đẩy cái đấy ra ngoài là cái gì ra ngoài? Đẩy cái biến number ấy ra ngoài cái dấu tím. Bỏ cái này ra ngoài. Đấy gì? Xong chưa? Rồi. Sao? Cái nào lưu ý này, cái dấu sược này này, nó là cái dấu quy định. Cái ký tự ngay phía sau nó thì sẽ là ký tự đặc biệt, cho nên nó sẽ không dịch cái đoạn này ra thành code PHP nữa mà phải như này. Thì được. Thử nhá. Đúng chưa? Thằng nhà quê chẳng biết gì. Trong cái gì mà trong? Mày nhảm nhí. Được chưa? Đây một cái vài cái về chuỗi của chúng ta. Kiểu đọc này của tiếng Anh ấy, khi mà chúng ta cái kiểu này sang tiếng Anh ấy, chúng ta đọc đây là hiadoc, còn đây là naudoc. Hai cái đoạn text này nó phân biệt nhau bằng cái tên mỗi thằng một khác như vậy thôi. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Đấy là về chuỗi ký tự số. Được chưa? Tiếp theo đến cái gì? Nun. Thì chúng ta có đô la A bằng nun. Thì nó bằng nun thôi. Và tiếp theo là boolean. Thì có F bằng false hoặc là T bằng true. Yeah. Đối với các bạn, khi tôi hiển thị ra, tôi echo cái F này ra gì, nó ra hiển thị cái gì? Hả? Là không nghề. Sai. Là rỗng, là string rỗng. Được chưa? Thế còn nếu tôi hiển thị true ra? Ra 1 hay là ra chữ true? Chính xác. Phone nào ra phone bằng với string rỗng bằng với null, đúng không? Khi em đang ở cái kiểu dữ liệu là boolean, nó không phải là kiểu chuỗi, đúng không? Echo là hiển thị chuỗi, đúng không? Echo nó sẽ ép tất cả mọi thứ về chuỗi để nó hiển thị, thì nó sẽ ép cái giá trị phone này về cái giá trị tương ứng của nó ở bên string. Mà phone thì bằng string rỗng. Được chưa? Còn true thì bằng số 1. Nó không có cái giá trị tương ứng ở bên string, đúng không? Cho nên nó sẽ ép về số. Số là gần chuỗi nhất thì nó sẽ hiển thị cái số đấy. Ừ. Được chưa? Tiếp theo là đến gì? Có undefined không? Không có. Có mảng. Mảng. Mảng thì chúng ta có ví dụ như kiểu là tradition array, mảng kiểu truyền thống thì nó sẽ như này. Được chưa? 1 2 x phones, một mảng con 3.4 y chu như này. Được chưa? Nó khá giờ là giống, nếu mà theo kiểu mảng này thì nó khá là giống so với mảng ở trong JavaScript, đúng không? Nó cũng lấy theo kiểu dạng mảng một chiều, mảng hai chiều, rồi thì là theo số index, nó không khác gì nhau mấy. Tuy nhiên ở trong PHP nó còn có thêm một loại mảng nữa, PHP array, PHP arr bằng. Nó chấp nhận. Bây giờ cái index của cái index số 012 ấy, ở trong JavaScript thì nó là key, nó quy định là key. Được chưa?
Còn cái sau, cái giá trị của số index đấy nó gọi là value. Đây gọi là như thế này. Key và value. Được chưa? Thường thường value ở đây, key ở đây là số index. Nhá. Nhưng ở trong JavaScript, quên, ở trong PHP thì nó chấp nhận cả số index và string là key. Ví dụ tôi mô tả ở thủ quan. Tôi sẽ có là name. Key là name, mang giá trị là Nguyễn Duy Quang. Được chưa? Tuổi, age sẽ mang giá trị là bao nhiêu? 2. Được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành, nếu mà muốn hiển thị giá trị của cái mảng ấy, chúng ta không dùng echo được mà chúng ta phải dùng print. Print r cái đô la php arr như này thì mới được. Được chưa? Chúng ta thử đi. Không ghi dấu ăn được hả? Không ghi không được. Ghi dấu bằng này thì tính sau. Được chưa? Thử cái nhá. Output đây. Nó là kiểu array. Có cái key là name, mang giá trị là Nguyễn Duy Cao, Nguyễn Duy Quang. Có giá trị age, mang giá trị là có cái key là age, mang giá trị là 2. Được chưa? Bây giờ nếu mà tôi chỉ muốn lấy ra age thôi thì tôi lại là age. Đúng không? Đó. Cái này nó có cái một cái kiểu như thế này hay hơn so với JavaScript. Chúng ta đặt tên, đặt là key cho mỗi một element. Được chưa? Và bây giờ chúng ta tiến hành xử lý cái mảng này. Ví dụ như thằng này, tôi muốn add một phần tử mới. Kiểu mảng cũ này tôi muốn add một phần tử mới. Ví dụ tôi có thể là Vadam cũng được, Vadam cái tradition array. Tôi đài đây. Vadam và đài, Vadam là hiển thị giá trị của một biến, nó hiển thị cả kiểu dữ liệu và dữ liệu nằm trong. Còn đài là dừng chương trình lại, nó không dịch những cái đoạn ở dưới này nữa. Được chưa? Thì ở đây tôi sẽ có là đây, array, nó là kiểu array nhá. Index bằng 0 thì mang giá trị là 1, 1 mang giá trị là 2, 2 mang giá trị là x, 3 mang giá trị là false, 4 thì mang giá trị là array gồm các phần tử là 0, 3, 1, 4, 2, y, 3, 4, 3 true. Được chưa? Đấy là cái tác dụng của cái Vadam và đai. Thế bây giờ nếu mà tôi muốn add một phần tử thêm vào trong cái mảng traditional array này thì tôi dùng rất dễ, nó dễ hơn so với JavaScript rất là nhiều, đó là chúng ta tradition array đóng ở ngoặc như này bằng một cái giá trị. Ví dụ như đây là PHP 1710 như này là xong. Đây. Các bạn thấy không? Chỉ cần đơn giản cú pháp như thế này, cho những cái mạng có cái key là index. Được chưa? Chỉ cần đóng ở ngoặc vuông là xong. Tự động nó set index. Được chưa? Có ai thắc mắc gì không? Quang. Em muốn add cái PHP 1710 vào trong cái mảng bên trong. Mảng bên trong đấy à? Mảng bên trong đấy. Rồi. Index ở đây là số mấy? 4. Thì đây chúng ta có 4. Được chưa? Xong. Tiếp tục. Thế vậy thì với thằng này thì sao? Liệu mình có làm được như này không? Tôi tạm thời comment này vào. Liệu chúng ta có làm được như này không? Đô la PHP ARR đóng mở ngoặc bằng trang. Có được không?
À không. Tại sao không? Tại nó không có cái nên với cả cái kia. Tức là không ép được vào phần mạng. Ép được nhưng không lấy ra được. Ai mà không lấy ra được. Thử nhá, xem output nó là gì nhá. Có được không? Ừ, nó lại bắt đầu index lại từ đầu. Được chưa? Bởi nó không tìm thấy có cái key nào là bắt đầu bằng số không cả. Cho nên nó sẽ bắt đầu từ đầu. Được chưa? Thử nhá. Đúng không? Chuẩn chưa? Nếu mà tôi để cái này là swing 1 thì sao? Nó bắt đầu chạy từ 2 không? Được chưa? Đó. Mảng ở trong PHP nó đa dạng hơn. Và tí nữa nó sẽ ảnh hưởng đến một thứ khác nữa mà chúng ta đã từng học, đó là cái vòng for. Trong PHP nó lại sinh ra thêm một loại vòng for nữa, đó là loại for x. Thì tí nữa chúng ta học xong. Xong chưa? Tiếp tục. Còn một loại nữa, đó là loại object. Nhưng mà cái object này sau khi chúng ta học về database thì chúng ta sẽ được học về object và bốn tính chất của object. Chúng ta sẽ học cái đấy sau. Bây giờ đây là các kiểu dữ liệu hiện tại chúng ta có. Primitive data type là những kiểu dữ liệu nguyên thủy ở trong Java, trong PHP thì nó có bằng này loại chuỗi ký tự số nun mã boolean. Đấy là những cái kiểu dữ liệu. Đây tôi sẽ đổi tên là thành là data type. Data type. Tôi sẽ tạo ra một cái file mới. Tên là index.php. Của PHP đây. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện những cái toán tử, ôn lại những cái toán tử ở trong PHP nó có. Thực tế ra thì toán tử nó giống hệt như toán tử ở trong JavaScript của các bạn đã từng học. Nó không khác gì cả. Nó khác mỗi một cái điều, đó là phép cộng chuỗi và phép cộng số. Nó khác nhau thôi. Ví dụ chúng ta hôm trước chúng ta có cái str bằng 500 như này đúng không? Chúng ta echo ra cái str cộng với string đúng không? Cộng với string như là thiện th chẳng hạn. Thì nó ra cái gì? 500 thiện th đúng không? Nhưng mà ở đây các bạn xem nhé. Được chưa? A numeric value in count đúng không? Tức là cái phép cộng này nó sẽ chỉ là phép cộng số với nhau. Được chưa? Kể cả ở trong này chúng ta cố gắng viết vào đây một con số thì nó sẽ cố gắng ép về số. Được chưa? Bởi vì nó đây là string nhưng mà đây là số. Và phép toán này là phép toán cộng về số học. Cho nên nó sẽ ép cái string kia về số và cộng với nhau. Nếu không ép được thì báo lỗi như lúc nãy. Còn nếu ép được thì sẽ như này. Được chưa? Đấy là cái toán tử cộng của thằng PHP. Nó khác so với toán tử cộng của thằng JavaScript. Được chưa? Chứ còn nếu mà chúng ta muốn cộng chuỗi thì nó lại là dấu này. Được chưa? Nó là dấu chấm. Đây. Đúng chưa? Hết rồi. Toán tử nó chỉ khác mỗi thế thôi. Còn ít à, còn cộng trừ nhân chia, chia lấy dư, so sánh và diswise đều như nhau. Không khác tí nào. Phần đấy không phải ôn lại nữa nhá. Có ôn lại không? Câu lệnh rẽ nhánh không khác tí nào. Không khác tí nào là không khác ở đây là không khác cả về câu lệnh if else switch. Đều giống hệt nhau. Được chưa? Nó không khác tí nào. Chúng ta học xong JavaScript thì chúng ta không gần như không phải ôn lại về cái phần những cái cơ bản đấy ở trong PHP nữa cả. Đến vòng lặp. Vòng lặp theo các bạn, vòng lặp while do có khác gì không? While do while
không khác gì. Vòng lặp vòng lặp gì nhỉ, vòng lặp for hơi khác một chút. Ví dụ tôi có một cái hàm này nói trước cho chúng ta đã. Chúng ta có một cái hàm ran, đây là viết tắt của từ random, đúng nhá. Thì chúng ta có thể là random từ 1 cho đến 100. Nào, đúng không? Random từ 1 đến 100. Thì ở đây tôi sẽ tiến hành tạo ra một cái mảng gồm 100 phần tử, à gồm 10 phần tử, đúng không? Là số, được chưa? Tôi sẽ có vòng for y nhỏ y bằng 0, y nhỏ hơn 10, y cộng cộng, và tôi sẽ có là đô la ARR đóng mở ngoặc bằng cái ran này. Và tôi tiến hành va đăm cái ra ARR cái ra. Có được không? Được quá chứ. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chạy từng phần tử nằm trong mảng này. Chạy từng phần tử nằm trong mảng này. Thì với cái số lượng phần tử bằng kia, đúng không? Thì chúng ta có vòng lặp for y bằng 0 và y nhỏ hơn, y nhỏ hơn cao. Đây là một hàm nữa ở trong PHP. Hàm cao này nó tương đương với chấm len ở trong JavaScript, đó là ARR, và có cái ARR ở phần tử thứ y. Tôi echo ra cộng với một cái BR. Được chưa? Nhớ nhá, cái đóng ở ngoặc này nó nằm trong for thì vẫn cứ phải là hiển thị cái giá trị của nó, thì vẫn cứ phải viết đô la đầy đủ. Rất nhiều bạn mới học JavaScript chuyển sang PHP toàn quên dấu và rồi, dấu đô la rồi. Được chưa nhỉ? Đó. Ngoài ra chúng ta còn một loại vòng for nữa ở trong PHP. Được chưa Giang? Có kịp không? À, thằng này còn xem phim, thằng Đức còn đang xem bóng đá rồi đấy. Mấy không rồi? Khi học công riêng. Ôi, ông nói cái gì không biết. Nói đi cho tôi còn kiếm xem cái tỷ số thế nào. Rồi, chúng ta có một loại vòng for nữa. Đó là loại vòng for each. For each của cái ARR nhé. Chúng ta có vòng for each này đầy đủ của nó là for each cái ARR, cái tham số đầu tiên này này, nó là cái mảng hoặc là cái chuỗi. Được chưa? Sau đó S, ở đây chúng ta có key và value. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem key và value là cái gì nhé. Echo đô la key trừ đô la value, và thêm cái BR vào, đúng không? Key là gì? Key là index, còn value là giá trị, đúng không? Và bây giờ chúng ta thay cái ARR kia, đô la ARR bằng ARR có cái bằng cái mảng, mảng là name quang h 20 gender gay như này chẳng hạn, được chưa? Thì chúng ta vẫn for x cái ARR này được. Được chưa? Nó ra luôn giá trị của cái key trong cái mảng kia. Được chưa? Cái này nó dí vào đây luôn, những cái này nó dí vào đây luôn. Qua mỗi vòng. Được chưa Khánh? Nhiều gì? Được chưa? Tiếp nhá. Tiếp này. Chúng ta còn hoàn toàn có thể có làm được cái việc là vứt cái này đi. Tất nhiên là chúng ta phải vứt cái này đi, bởi vì cái biến nó có được tồn tại đâu, đúng không? Được chưa? Đây là phép cái vòng for viết ngắn gọn. Bỏ key đi được. Tất nhiên là đây là biến, thì chúng ta đặt tên là gì cũng được. Ví dụ đây là tôi, ở dưới này thì chúng ta cũng phải viết là tôi, đúng không?
chạy đâu, kết quả như nhau, đúng không? Tôi đố các bạn biết nhá, tôi làm được cái việc này không? Được không? Bao nhiêu người bỏ được giơ tay? 1, 2, 3, 4. Thằng Khánh có được không? Làm gì có dâu mà cao. 3, 4. Bên này không ai à? 5. 5 đúng không? Rồi xem. Làm nhau. Làm nào? Sửa form. Mới dùng form không dùng form. Ừ, sửa như nào? Cho. Cho một cái tiếng. Ừ. Mà ấy thôi, cái gì đấy thôi, chẳng cho nó cái gì cả. Mày nhảm nhí cái gì đấy? Ở quá. Được đâu ra được. Bởi vì cái vòng for khi sử dụng là chúng ta không biết các phần tử ở trong mạng nó là bao nhiêu đúng không? Và nó là những cái gì đúng không? Được chưa? Đó. Cho nên với cái loại vòng, cái loại mảng như này, chúng ta không dùng được for y cộng cộng hoặc y trừ trừ. Được chưa? Mà chúng ta nên dùng for x. Nhưng mà for x nó có một cái dòng. For x nó có một cái dòng. Ví dụ chúng ta dùng như này nhá. Được chưa? Chúng ta nếu mà với cái mảng ở trên này, tôi comment cái mảng này để cho nó chạy được đi nhá. Đúng không? Đây. Thấy được đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái việc này nếu mà if đô la y bằng 5 đi, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái việc là a đô la arr ở phần tử thứ y được set bằng thiện th. Này có được không? Được quá chứ. Tính là 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mày đếm cái gì? Máy nó đếm sao sai được, đúng không? Ở đây ARR này chúng ta có thể gắn lại giá trị được cho phần tử ở vị trí thứ bao nhiêu, đúng không? Còn ở đây các bạn thử có được không nhá? Đố các bạn biết có được không? Ví dụ tôi ở đây có key value đi. Đô la key trỏ đến, suy ra value đúng không? Đây là value. Value. Tôi có được phép gắn đô la value bằng something không? Tôi không thích, tôi thích ghét gắn lại tất cả, có được không? Đố không biết như này nó hiển thị cái gì? Hiển thị cái gì? Và tôi va đam tiếp cái ARR ở đây. Hiển thị cái gì? Bình thường rồi. Ở trên toàn hiển thị là something, 10 cái something. Ở dưới thì hiển thị mảng nguyên gốc. Đúng không? Chuẩn chưa? Vì sao? Vì bản chất khi thực hiện vòng for x này, nó là gọi một cái hàm, chẳng qua là cái hàm đặc biệt. Được chưa? Và khi giá trị truyền vào trong này, khi giá trị truyền vào trong này nó là kiểu ra kiểu gì? Tham số hay tham trị? Tham số. Được chưa? Nó là kiểu tham số. Cho nên chúng ta không thay đổi được giá trị ở trong cái hàm này. Mà cái value này nó chỉ chẳng qua nó chỉ là một cái biến được set bằng cái giá trị của cái biến của cái phần tử đang được set ở trong cái mảng đó thôi. Chứ nó không phải là thay thế hoàn toàn cái vị trí của cái phần tử trong mảng kia. Cho nên chúng ta không gắn lại được giá trị. Được chưa? Thực ra là phải viết như thế này mới đúng này. Viết như này mới đúng này. Đúng không? Nhá. Tức là cái value này không thể gắn lại được giá trị của thằng này. Tuy nhiên nếu mà thích, chúng ta thích, muốn gắn thì vẫn gắn được nhé. Ví dụ chúng ta if ở đây. Đầu tiên tôi cứ phải echo, xin lỗi các bạn, tôi echo ra cái value này trước nhá. Được chưa? Tôi if đô la key bằng với 5 đúng không? Thì tôi sẽ có cái đô la ARR ở phần tử thứ key bằng với
something này thì được. Và tôi echo ra cái value. Value và cộng thêm cái thẻ BR. Có hiểu đoạn này không? Nó không khác cái trên kia nhưng nó dài hơn trên kia thôi. Đúng không? À không, bằng nhau. Được chưa? Đó, ok. Đây, something nhé. Xong chưa? Còn giá trị trước đấy của nó đây này. Xong chưa? Thế cho nên với PHP khi mà sử dụng mạng thì hầu hết mọi người sử dụng phối. Đúng không? Chứ chẳng ai sử dụng, ít khi người ta sử dụng với dòng for kia, vẫn có nhưng mà thường người ta sử dụng phối. Còn vòng for kia cũng có dùng, cũng có dùng. Nhưng mà thường thường người ta sẽ dùng với những cái hàm nó phức tạp, thực sự là phức tạp mà cần phải handle tất cả mọi thứ. Và tất nhiên cái hàm for x này chạy chậm hơn so với hàm for thường. Nhá. Được chưa? Xong chưa? Đấy là về mạng. Hết rồi. Hết về kiểu dữ liệu. Cho chúng ta ngồi 5 phút để tiêu hóa. Để xem có gì cần phải hỏi lại không. Nãy giờ là chúng ta tua một phát là xong cả kiểu dữ liệu này, vòng lặp này, mạng này, gì ấy nhỉ, câu lệnh dễ nhánh ấy. Đấy, tua hết rồi, toán tử này. hết những cái basic nhất, core nhất. Xong đến cái phần khác không, hằng số rồi cái gì đấy. Làm sao mà đã chết rồi? Quên chìa khóa xe à? Được chưa? Rồi. Chúng ta đến với phần tiếp theo, đó là hằng số, constant. Hằng số trong PHP. Hằng số trong JavaScript thì dùng cái từ khóa nào để tạo ra? Constant. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, const. Class name bằng php 1710 và chúng ta echo ra cái call class name. Được chưa? Được chưa? Và chúng ta không thể gán lại giá trị cho cái constant này nữa. Báo lỗi ngay. Xong chưa? Được chưa? Thế tôi đố các bạn biết nhá. Cái file này tôi đang cốt lỗi đúng không? Tôi chạy file này có bị vấn đề gì không? Có chạy được không? Chạy bình thường. Bởi vì cái luồng dữ liệu của chúng ta nó không đi qua cái thằng bị lỗi. Cho nên nó sẽ không bật lỗi ra. Được chưa? Trừ khi là luồng dữ liệu của chúng ta đi qua cái file đấy.
thì chúng ta bị lỗi không thôi. Được chưa? Rồi xong. Constant đây là cách thứ nhất để tạo ra constant. Cách thứ hai của chúng ta làm như sau. Chúng ta có một cái hàm gọi là hàm define. Yeah. Hàm tên là define là định nghĩa. Tạo ra cái ký tự đầu tiên tên là class name, tức là cái tên hàm. Cái tham số thứ hai truyền vào đây là cái giá trị. Ví dụ PHP 1706 như này. Kết quả như nhau. Yeah, kết quả như nhau. Được chưa? Test thử đi. Kết quả như nhau đúng không? Vẫn hiển thị được bình thường. Rồi, đấy là về các cái hàm. Bây giờ đến cái gì? Biến, hàm, toán tử, vòng lặp, cô lệnh rẽ nhánh. Xong rồi. Giờ đến gì? Hàm. Function. Rồi. Function ở trong PHP nó cũng không khác mấy so với function ở trong JavaScript. Các bạn viết cho tôi một hàm tính tổng ba số luôn. Viết đi Quang. Ngoặc ngoặc nào? Chẳng có tên tuổi gì, cái mở ngoặc này không suy ra bánh phát xong. Bánh ngọt. Mạng chậm kinh khủng. Làm này nhanh lên. Chỉ có 5 phút thôi. Đừng theo bang. Thằng này toàn xui dại anh em rồi. Chỗ tôi người ta gọi là xui chả con cứt gà. Tí nữa dạy cho các bạn nhận một hàm vô hạn tham số. Thích nhét bao nhiêu tham số vào đấy thì nhét. Xong chưa? Hai thằng kia? Xong chưa? Đọc. Không lên màu thì là sai rồi. Tất cả các cái của em không lên màu. Thế thì chỉ có do ăn ở thôi.
Mang đây rồi nào, nhưng có chạy được trên server không? Không chẳng chạy trên gì, chẳng hiểu được. Thế là mày ngồi từ nãy đến giờ. Mang đây rồi nào. Như chẳng phát đi một lời. Mày tay mày muốn chết thằng Quang. Không. Mày tay rồi. Sạch vậy. Không phải chết ngay bây giờ này. Cái gì vậy? Đứa nào ấy? Chắc quen. Chắc quen chạy đâu vậy? Chắc quen ai? Dạ, yeah. Trang Function tính tổng. Function tính tổng. Hình như con bé này học rồi sao ấy, đúng không? Hả? À? Để cô rồi sao nữa? Này có được không? Này có được không? À, ừ. Được chưa? Đây, phần tính tổng đây. Được nhá. Trong hàm ở đây của chúng ta nó có hai loại hàm chính. Không phải là hàm vô danh hay hàm có danh như thằng này đáo ngơ cái đâu nhá. Tất nhiên ở trong PHP nó có cái hàm gọi là hàm vô danh thật, gọi là close rồi. Nhưng chúng ta phân biệt hai loại hàm ở đây chỉ là hai loại hàm không return và hàm có return. Có vậy thôi. Được chưa? Có return thì nó giống như JavaScript phải có một cái biến ứng hoặc thực thi cái hàm đấy phải trả ra giá trị luôn, hay echo giá trị luôn. Được chưa? Còn nếu mà không return thì giống như này. Nó echo giá trị hoặc là thực thi một cái vấn đề gì đấy. Được chưa? Nó chia ra hai loại hàm như vậy. Chẳng có cách nào ở đây, return thì thêm cái chữ return vào đây. Được chưa? Thì tôi sẽ có thể là dollar total bằng tính tổng. Đấy, xong tôi echo cái tính tổng này ra. Hiểu chưa? Chứ nó có khác gì đâu. Giống như JavaScript đúng không? Rồi. Sao? Rồi nha, bây giờ mới đến cái trò hay này. Bây giờ mới đến trò hay này. Đố các bạn biết, bây giờ tôi có một cái biến x bằng 5. Function add value, add tree value. Được chưa? Đô la number. Echo ra cái đô la number cộng bằng 5. Ví dụ bây giờ tôi quên đô la number 5 đi. Cộng 3 thì quên, xin lỗi. Là chứ. Và echo đô la number. Xong chưa? Và tôi tiến hành echo ra cái đô la x br nhá. Xong chưa? Một cái này. Bây giờ tôi sẽ có cái add 3 value của cái x. Tôi bê cái này lên trên. Bây giờ hiển thị mấy và mấy? 5 và 8. 5 và 8. Tại sao lại là 5 và 8? Tại sao lại là 5 và 8? Bên trên là 8. Bên trên là 8, bên dưới là 5. Tại sao lại thế?
vượt trên cái định vật trong cái hàng em. Thế có phải là cái này nó giống như cái này không? Bây giờ cái này thay đổi giá trị thì cái liệu cái này có thay đổi giá trị không? Không. Cái nào thay đổi giá trị? Cái x. Thay đổi. Đấy, cái 34 thì làm sao thay đổi được? Thật không? Cái này nó không đè đấy, nó tạo ra cái mới. Thử phát nhá. Anh em ví dụ như ở trong cái index này. Được chưa? Tôi có một thẻ script ở đây. Ví dụ trong JavaScript này. Trong JavaScript nhá. Chúng ta có var x bằng 5, đúng chưa? Rồi chúng ta có function add3value, đúng không? $number. Và chúng ta console.log ra. Đầu tiên là quên nhầm, cái này không có đô la. 5 thôi. 5 cộng bằng 3, đúng không? Là console log là 5. Được chưa? Bây giờ chúng ta tiến hành là console.log ra. Và chúng ta chạy cái hàm add3value phía trước của đô là của x. Xong chưa? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là console.log x này sao? Cái gì mà 8115? Rồi chạy thử nhá. Tám năm. Vì sao? Truyền x vào trong hàm function thì x này không liên quan gì đến cái này, đúng không? Nó lấy giá trị của x thôi, nó cho x vào trong đấy. Cho x vào trong đấy. Nó không cho x vào trong này. Thế nếu nó cho x vào trong này thì tôi để đây là x thì sao? Thì nó vẫn bằng 8 đúng. Vì sao? Cái x đấy chỉ là để biết cái giá trị trên đấy. Cái không data cái là nó chỉ chọn để cái x thôi, nó không phải cái một biến hướng mà thay đổi. Tức là cái x này và cái x này không phải là một. Đúng rồi. Rồi, ok, đúng. Thế nếu tôi làm như này có được không? Được rồi. Thật không? Cần gì truyền? Nó lấy x này luôn. Sao? Được cái gì? Và hai thằng này x này là một gì? Đúng chưa? Rồi. Thế với cái này thì bằng mấy? 8 năm đúng không? Rồi. Cái này chưa BR. Thầy cho BR ở dưới. Quên. Rồi như này đúng không? Xong chưa? Thế bây giờ tôi bỏ cái này đi. Tại sao không chạy? Thì x. Nhưng mà cái trong cái hàm mình làm gì được chuẩn vào đầu bên dưới thì chuẩn. Bỏ đi. Thế được gì? Ra mấy? Tại sao lại 8 năm? 8 8 gì? Lỗi lòi này. 3 năm là đúng. Giải thích nhá. Giải thích này. Bây giờ chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa hai cái nền tảng với nhau. Trong JavaScript, cái phạm vi của một biến nó tồn tại. Nếu mà chúng ta khai báo ở ngoài hàm thì nó tồn tại trong tất cả các đoạn code nằm phía dưới nó, bất biết là có trong hàm hay không. Từ trong hàm có thể truy cập một cái biến global phía ngoài được mà không cần phải truyền vào trong. Được chưa? Trong PP nó chặt chẽ hơn, nó không làm như thế. Chúng ta không được phép truy cập cái biến global từ phía ngoài này vào đây. Được chưa? Không được phép truy cập vào. Thế ví dụ như muốn làm một hàm biến tổng các số thì như là chuyển vào. Đấy. Thế mình không phải khai báo cái tổng ra bên ngoài kia. Đây, tổng đây. Đúng chưa? Hả? Là sao?
Đây, một cái hàm này. Thầy bảo là con đã hiểu là không được lấy giá trị của nó bên ngoài cho vào trong cái hàm này đúng không? Tức là nếu mà ở trong này của em không có, không truyền vào, không có những cái ABC này thì em không được phép dùng nó ở trong trong cái nội dung của cái hàm này. Được chưa? Hiểu chưa? Rồi. Được chưa? Thế vậy thì bây giờ nếu mà tôi muốn tôi để cái này vào đây. Này vào đây. Tôi muốn thằng x này nó chính là cái thằng x này luôn có được không? Được như nào? Được nhưng mà phải làm cái gì đấy, không phải cứ tự nhiên bấm lại được luôn. Đây vẫn bằng 8 năm đúng không? Được chưa? Thế lúc nãy cái vấn đề vì sao nó ra 3 năm? Thì bởi vì cái biến này nó bị bằng 0. Bởi vì nó bị lỗi mà, cho nên nó tự xem giá trị bằng null luôn. Bằng 0 và nó sẽ là bằng 0 cộng 3 thì bằng 3. Còn thằng ngoài này vẫn bằng 5. Đúng chưa? Đấy lý do vì sao nó 3 năm. Còn như này thì thằng x này và thằng x này có phải là 1 không? Nó có phải là 1 không? Nếu mà là 1 thì sẽ là 88. Còn gì nữa? Đây là x mang giá trị 5 nhá. Hàm này chạy trước đúng không? Không là 1 thì tức là hai thằng này là hai thằng khác nhau đúng không? Hai cái thằng x đấy thì là 1 nhưng mà trượt xuống đến thằng x dưới thì nó lại không là 1. Tại sao lại thế? Bởi vì cái thằng x dưới là nó ngoại của bên trên thôi. Không đúng. Cái kia trượt vào trong hàm rồi thì làm sao mà tôi đang muốn hỏi là cái x ở cái hàm này và cái x ở đây nó có phải là 1 x không? Tức là thằng này thay đổi thằng kia cũng thay đổi không? Không. Vì tại vì nó muốn cái hàm phải nghĩ. Ừ, nghĩ đi. Không có cái dễ vậy. Hả? Thế nó phải đau đầu rồi. Cái này cũng phải nghĩ. Nhưng mà đấy nhá, em nói này nhá. Ờ. Cái x1 gia tăng thôi nhá. Lấy giá trị của con x trắng. Trắng trên. Ừ. Nhưng mà cái con x trắng ở dưới. Ừ. Là nó không có cái cộng 3 kia đâu. Tại sao? Bởi vì nó nằm ngoài cái phân sừng kia rồi. Thì sao? Thì nó không được sử dụng cái cộng 3 kia nữa. Tại sao? Chứ ta phải cho nó vào trong cái ngoặc đấy thì cái phân sừng này nó chỉ tiếp điện lại trong ngoặc. Ông bị điên là nếu mà cho nó đây vào trong ngoặc thì nó lại tự gọi nó đến bao giờ nó mới gọi được. Hả? Đệ quy vô thường vô hạn à? Đúng không? Tóm lại nó có phải là 1 không? Tôi chỉ hỏi có không cho nó dễ vấn đề. Không đúng không? Rồi. Không, chính xác là không. Rồi, bây giờ như này. Lại bài toán tham trị và tham số. Đúng chưa? Nếu mà cái biến ở ngoài này, đây cái biến ở ngoài này, nó được phân cái bộ nhớ là 001 đi. Xong chưa? Nó mang giá trị là 5. Được chưa? Sau rồi khi mà chúng ta chạy cái hàm này, gọi cái thực thi cái hàm này. Được chưa? Và truyền ở đây chúng ta mang cái sự là truyền cái số tí thì mình biết rồi đấy, truyền cái số 5 vào, truyền cái giá trị vào thì cái đoạn code ở trong này được gọi. Được chưa? Thì khi mà code này được gọi thì cái biến x này là cái biến thứ hai, nó hoàn toàn khác và nó chỉ tồn tại ở trong cái phạm vi của cặp số ngoặc này. Đến lúc đấy nó lại có cái ô nhớ là 002. Được chưa? Và cái thằng bên này cái x này ngay lập tức được gán giá trị là bằng cái hàm số truyền vào là bằng 5. Thế cho nên khi thằng này bị thay đổi giá trị cộng 3 đây là 8 thì nó thay đổi ở cái số 2 này chứ nó có thay đổi số 1 đâu. Đúng không? Rồi, thế bây giờ nếu tôi thêm cái này. Xem có được nhá. Đổi hết rồi. Và thì cái và là cái đó của gì giống chỉ là hả? Đó gì cộng cộng. Gọi là cái gì? Cái này gọi là cái gì? Chuyện này gọi là chuyện tham trị. Được chưa? Cứ có cái và này vào thì là tham trị. Đến lúc đấy là thằng x kia nó trỏ thẳng vào trong cái nội ô này luôn. Và nó khi nó thay đổi thì thằng x ở ngoài cũng được thay đổi. Đấy là tham trị. Tôi quên khái niệm con trỏ. Lâu lắm không động vào C rồi. Chắc là không.
tôi quên thật mà. Các ông bây giờ còn quên là tôi không học đến cái gì đến 7 năm này rồi. Con trò là cái gì của thằng Diêm có. Hình như vậy. Không biết. Si có. Không nhớ. Si có trò. Ừ, si là bố của Si không cộng. Mấy môn, mấy lần liền. Mãi không hiểu con trò là cái gì. Đó, em thì là phần chủ điểm qua môn thôi. Được chưa? Không nhớ. Tiếp tục này. Nếu bây giờ tôi không dùng cái này, liệu có chơi được không? Tức là tôi có thay đổi giá trị của x ở phía ngoài kia không? Thay đổi x ngoài. Này có chơi được không? Trông khó khăn lại. Tôi sẽ thay đổi để cho các bạn xem nhé. Thì giờ mới bảo là biết, mới bảo là phải dạy cho mà biết. Chứ còn ai biết hết, tôi dạy ai? Global X. Đúng, biến truy cập đến biến toàn cục ở phía ngoài. Đúng chưa? Khi mà các bạn sử dụng cái muốn sử dụng một cái tham số, cái biến ở bên ngoài, chúng ta phải khai báo global hoặc ngắn hơn là như thế này. Đúng không? Kết quả chúng ta như nhau. Được chưa? Đấy là về hàm trong bên phải. Không, nó xuất hiện phía trước. Trước khi thực hiện, trước khi cái hàm này được thực thi, nó có thì được gọi ra. Còn nếu nó không có thì nó sẽ bằng mình. Nhưng mà dùng ở phía dưới hả? À? Dùng ở phía dưới là sao? Là sao? Nếu mà thầy ở dưới thì cho một cái khai báo cái x bằng 3 cái này à, trong đây à, đây à, tại sao thì có cái câu hỏi kỳ cục vậy? Đây, đô la x bằng 4, bằng 5, bằng 6, 7 đi này à. Rồi nhá, giờ diễn giải này. Đầu tiên x bằng 5 đúng không? Sau đó thực thi cái này là kỳ nó định nghĩa thôi, đúng không? Nó sẽ chạy cái hàm này. Hàm này chạy vào đây thì có khai báo là được quyền sử dụng cái biến x ở ngoài kia vào đây. Xong chưa? Rồi tiếp theo sao? Thay đổi giá trị của x. Hiển thị giá trị của x lần 1 là 8 đúng không? Hiển thị giá trị x lần 2 là mấy? 8. Bây giờ x được gán lại bằng 7. Có icon nó lại bằng 7. Được chưa? Cái global này chỉ dùng ở trong hàm thôi. Ừ. Ngoài chỗ nào? Tại sao lại phải khai báo ở ngoài hàm vậy? Em thử nghĩ là nếu em dùng ở ngoài thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tại sao lại phải dùng ở ngoài? Ở ngoài nó có sẵn rồi, cứ thế mà dùng cái việc gì phải khai báo nữa. Em ở ngoài em có thể tạo được hai biến cùng tên không? Đấy, thế nó là duy nhất rồi, tại sao nó lại phải khai báo nữa? Em không dùng cho hàm này, em cũng dùng cho hàm khác.
Có nhà khác này vẫn global mà. Đây nhá. Tôi tạo thêm một hàng nữa nhé. Đây đúng không? Như này đúng không Hậu? Hay là ý em như nào? Tức là B vào đây ấy hả? Vâng, B cái logo trước cái logo đầu tiên đi. B cái này. Trước cái logo đầu tiên. Vứt vào đây. Thế. Xong ở trong kia chỉ có gọi là x như này thôi. Xóa hết cái trong phần kia đi. Đúng không? Không, tất nhiên rồi. Thế mà ông nghĩ ra. Giỏi thật. Đấy. Đúng không? Chuẩn nhá. Lỗi ngay từ dòng đầu luôn. Dòng số 10 là dòng này. Global của em không được đứng ở ngoài. Bởi vì đứng ở ngoài nó chẳng mang ý nghĩa gì cả. Đúng không? Ở trong C nó phải biên dịch trước và nó phải xác định được biến nào là biến toàn cục. Được chưa? Còn ở trong ngôn ngữ PHP và Node.js là JavaScript, nó là ngôn ngữ thông dịch. Chúng ta không phải sắp xếp trước cái gì cả. Làm đến đâu nó dịch đến đây. Được chưa? What the fuck mình làm gì ạ? Xong chưa? Biến toàn cục, biến cục bộ. Giờ đến gì? Bây giờ đến những cái hàm công dụng nhá. À quên nhầm tí chết. Ý quyền. À, chúng ta có một, chúng ta, tôi cho chúng ta 10 phút đi. Tìm cho tôi tất cả các cái message. Magic constant trong bên bên luôn. Liệt kê và giải thích ý nghĩa cho tôi. Tí tôi gọi thằng người làm cho nó. Ít thì mà mấy cái đâu. Chẳng qua tôi để thời gian nhiều chúng ta ngồi dịch. Có khối. À thế học JavaScript kỹ rồi học PHP nó dễ hơn hẳn đúng không?
không nhớ. Sao chưa lâu thế? Bây giờ được 3 phút rồi. Chả hiểu. Không hiểu ạ? Hiểu được cái Thank you.
Thank you.
Ông kia, chưa xong à? Rồi nhá, những cái hàng số mà có sẵn, người ta quy định sẵn cho chúng ta, thì nó thường thường liên quan đến các cái vấn đề mà chúng ta thường động đến. Ví dụ như tôi search chữ magic constant. Đây. Cái hàng này để làm gì? Lấy số dòng hiện tại. Đúng không? Biết cần để làm gì không? Ví dụ tôi xin ra lỗi, các bạn biết vì sao nó ra cái dòng này? Đấy. Đấy. Được chưa? Gì nữa? File. Đấy. Đây này. Hiểu chưa? Chúng ta nhìn thấy nó hàng ngày nhưng chúng ta không biết thôi. Được chưa? Nó là đường dẫn đến file đang được thực thi. Được chưa? Dir ra thư mục chứa cái file đang được thực thi. Function là ra gì? Tên hàm. Tên hàm đang được thực thi. Được chưa? Class là tên lớp đang được thực thi. Trail, tên trail, cái này mấy nữa học sau. Method là thuộc về phương thức của class thì gọi là method. Được chưa? Namespace, namespace tí nữa có thể là tôi sẽ dạy luôn. Có biết khái niệm namespace không? Nghe rồi chưa? Có biết là gì không? Name là gì? Tên. Space là gì? Không gian. Không gian tên. Được chưa? Có thế thôi. Được chưa nhỉ? Rồi đây. Nhưng mà chúng ta thích về namespace. Đấy nhá, về cái cơ bản về hàm số là chúng ta kết thúc. Nó có vậy rồi. Chuẩn bị chuyển sang là những cái hàm số thông dụng thường dùng và những cái hàm số những cái hàm mà kiểu dạng built-in giống như bên JavaScript. Thì bây giờ chúng ta thử nhá. Ví dụ theo các bạn, tôi có tạo được một hai cái hàm tính tổng không? Ví dụ đây là một hàm tính tổng đúng không? Đây là một hàm tính tổng này. Tôi tạo ra một cái hàm tính tổng nữa. Cũng ABC. Nhưng mà khác cái ở trên kia, một cái là tôi return ra cả ba cái nhưng mà cộng thêm 10. Có được không? Được. Bao nhiêu người bảo được? 1, 2. Có 2 đứa thôi à? Chạy thử nhá. Còn gì nữa, một hàm nó được quy định rồi làm sao quy định lại nó? Nó giống như hàng số. Hàng số em đã viết rồi thì em không quy định, em không viết lại nữa. Được chưa? Và thậm chí để ý này, trông này. Trong JavaScript ở trong PHP nó còn có cả cái hàm để check xem một cái hàm nó đã được định nghĩa chưa. Ví dụ function exists. Function. Check từ search lại đã, quên tên cái hàm rồi. PHP check function exists. Để có cái hàm này luôn. Tôi va đâm ra cái function exists. Tiếp đây là tên hàm tính tổng. Tôi đài đây luôn. Chết nhầm. Được chưa? Khi mà hàm nó có sẵn rồi chúng ta mới tiến hành là tạo ra hàm mới, đúng không? Thì bây giờ nếu mà tôi vẫn muốn tạo ra hai cái hàm cùng tên là ăn nào? Vẫn được nhé.
chúng ta đặt cho nó một cái namespace được trước. Đây là thiện VH đi. Chờ. Xong ở đây là cái gì? Namespace khác. T3H đi. Thử xem được nhá. Có lỗi không? Hết rồi đúng không? Thế dùng nó như nào? Trong trường hợp tôi muốn dùng cái hàm này là như nào? Echo ra cái tính tổng như này. Tính tổng 1, 2, 3 như này. Đúng không? Nó đang dùng cái nó bằng 16 thì phải tự biết nó bằng cái nào chứ. Bằng cái đằng sau đúng không? Thế tôi muốn dùng cái này sao? Sao? Gì? Undefined function đây. Được chưa? Thế vậy namespace là gì? Đây ví dụ ấy rồi. Namespace là gì? Ví dụ nhá, bây giờ nhá. À, ví dụ lớp mình là một cái khu phố đi. Đúng chưa? Mày qua lớp có hai thằng Giang. Ví dụ bây giờ tôi gọi Giang ơi thì có biết thằng nào trả lời không? Thằng Giang kia hay thằng Giang này? Tiêu Anh Cảnh. Không, ở đây chúng ta đều như nhau. Máy tính nó không khôn đến mức là biết là mình đang nợ ở đâu. Đúng không? Không biết thằng nào trả lời thì nó sẽ không biết là cái hàm nào cần phải thực thi. Đúng không? Chẳng qua là nếu mà ở đây nếu mà tính như này, nếu mà tính như này thì cái đoạn code vừa rồi tính tổng vừa rồi tôi nó đang nằm trong cái namespace này. Cho nên nó mới thực thi cái hàm này luôn. Được chưa? Thế bây giờ ý nghĩa của cái namespace là gì? Ví dụ như này. Cái bàn đấy tôi gọi là bàn số 2 dãy trái của tôi. Được chưa? Còn bàn thằng Giang đang ngồi là bàn số 1, 2, 3, 4, bàn số 4 dãy phải. Đúng chưa? Nếu mà tôi vẫn ngồi đây tôi gọi bàn số 4 dãy phải Giang. Thế biết thằng nào chưa? Cái namespace nó giống như một cái ngôi nhà. Được chưa? Giống như một cái ngôi nhà. Chúng ta khi mà gọi cả địa chỉ nhà và gọi tên của cái hàm ra thì sao? Thì cái thằng trong nhà nó tự động biết mà thưa. Được chưa? Còn nếu mà chúng ta cứ gọi vu vơ thì chẳng biết thằng nào mà thưa. Xong chưa? Và cái không gian tên nó khi nó mở ra nó giải quyết cái vấn đề là cho phép chúng ta tạo ra những cái lớp và những cái hàm có cùng tên. Được chưa nhỉ? Đó, đấy là ý nghĩa của nó. Vậy thôi. Rất đơn giản. Chúng ta muốn cái đoạn nào là một cái không gian tên thì chúng ta đặt cái namespace đằng trước, cái tên hàm hoặc là tên lớp. Và khi mà gọi cái hàm đó, muốn gọi cái hàm của cái namespace nào thì chúng ta viết như này. Tên namespace và sược tên hàm, truyền hàm số vào. Được chưa? Đó, ngày xưa các bạn biết tôi tìm hiểu cái namespace này trong Paulo 2 tuần. Tôi tìm hiểu cái này trong đúng 2 tuần bởi vì không có ai chỉ cho cái gì cả. Tự mò mẫm. Thế là cuối cùng mình làm mãi thì mình mới hiểu. Xong rồi cuối cùng, namespace nó chỉ là cái khái niệm đơn giản như này. Rất dễ. Được chưa? Đó, vậy thôi. Xong namespace chưa? Rồi. Thì nếu mà cần thiết thì tôi có thể cho các bạn biết luôn là cái thằng này nó thuộc namespace nào bằng cái cách gì? Gì? Gạch namespace. Gạch. Tôi bỏ này đi. Đúng không? Chính xác chưa? Đúng không? Đó. Đấy là cái khái niệm về namespace. Nốt vào sau này cái này nhá, hàng dùng hàng ngày luôn.
tạo ra hai cái function đầu tiên giống nhau. Ví dụ có trong đội dev của các bạn làm rất là nhiều module, đúng không? Ừ. Đúng rồi. Module nào là tên của tên namespace của module này? Được chưa? Rồi. Xong khái niệm namespace và khái niệm về magic constant. Bây giờ chúng ta ngồi lại tìm hiểu tiếp cho tôi các hàm sau. Các hàm sau. Tôi sẽ liệt kê lên bảng nhé. Thứ nhất là hàm require. Hàm require. Hàm include. Hàm require one. Include one. Hàm va đam. Hàm đai. Được chưa? Cứ tìm hiểu đi, tự mình đọc nó sẽ ra một ý nghĩa khác. Được chưa? Thì cái này thì cũng hay dùng. Tìm hiểu trước. Hàm unset. Đến 8 giờ liệu có xong không? Những hàm này những hàm rất dễ và phổ biến.
xong chưa? Lắc xong rồi gật là như nào? Rồi, các bạn khác xong chưa? Các hàm này các hàm rất là hay dùng đấy nhá, dùng thường xuyên. Tôi nổi danh với tổ hợp ba đạp đại. Nào, hàm require là gì? Hả? Chèn 5pp là sao? Là như nào? Ừ. Ờ đúng. Đây, ví dụ như này. Tôi có đang có hai file tính tổng đúng không? Tôi copy cái đoạn này. Xong chưa? Tôi cắt đi. Cắt đâu nhỉ? Cắt. Tôi tạo một file mới. Tên là thiện th. Thiện th lib .php, tức là thư viện của thiện th, được chưa? Viết rồi đây. Xong chưa? Cái function node bên này, tôi cắt node. Đây là t3h. T3h lib .php. Tôi viết, tôi pet cái đoạn kia vào đây. Xong chưa? Bây giờ tôi muốn ở trong cái file function này, tôi muốn sử dụng hàm tính tổng của thằng thiện th kia, thì tôi tiến hành require nó vào. File ở đây là file thiện th lib.php và gọi tính tổng. Có chạy không? Sao? Sao không chạy? Phải là thiện th sược. Bởi vì phải đầy đủ namespace chứ, đúng chưa? Không thì làm sao chạy được? Thì tất nhiên là chạy. Đây. Đúng chưa? Đúng chưa? Cái require các bạn cứ hiểu đơn giản này, này là tôi bê toàn bộ nội dung của cái file đích, của cái file gốc là file này. Đúng chưa? Tức là tôi bê tương đương với cái việc là tôi bê toàn bộ nội dung ở đây. Trong cái cặp, trong cái PP này tôi vứt vào trong này. Tôi vứt vào đây. Thay thế vị trí, nó không khác tí nào. Ủa, được chưa? Tôi vứt vào đấy, thế là xong. Đấy là hàm require. Không nhỉ? Hàm include thì sao? Thế tại sao người ta phải tạo, lại phải tạo ra hai hàm? Require thì nếu mà nó mắc lỗi, nó dừng luôn, nó báo lỗi. Còn include thì nó sẽ cái warning, nó sẽ chạy tiếp. Thử nhá. Được chưa? Đây tôi echo x đô la x. Này là lỗi rồi gì? Bởi vì x làm gì có đâu. Lỗi như bình thường đúng không? Rồi bây giờ chúng ta thay thế bằng include. Vẫn thế mà. Trong đấy còn thêm file ví dụ như nào, tức là thêm một cái file function tính tổng nữa ấy hả? Ừ. À, tức là bị lỗi ở đâu thì cái đoạn đấy nó vẫn cứ code ở dưới nó vẫn chạy. Còn lỗi nó chỉ báo warning thôi gì. Thực ra là nó còn không báo. Đúng, chính xác. Nếu mà ví dụ tôi viết tiếp ở đây là HTML gì đấy. Test như này. Bạn nhìn nó chạy không? Nó chỉ báo lỗi thôi chứ còn nó vẫn chạy. Còn nếu mà ở bên kia thì sao? Tôi cắt cái này đi. À quên nhầm, tôi vẫn giữ cái này. Ở bên này tôi để chuyển thành require ra. Vẫn chạy đây. Đây như nào? Nếu nếu các bạn đây. Ừ. Require hay là nhá. Đây là, đây là require one. Đây là require cơ mà.
require và include cơ mà. How? Thì nó lỗi. Ví dụ tôi để đây là H2 đúng không? H2 đúng không? Đâu? Đây hả? Đâu? Như nào? Cho cái HTML test, cho một cái nó chạy được khác cái... Viết xuống đây hả? Như này hả? Bên này là không lỗi nữa đúng không? Được chưa? Có chạy không? Không chạy đúng không? Không chạy cái đoạn code HTML của tôi đúng không? Rồi, thế vậy tôi chuyển thành include. Có chạy không? Cũng có chạy đâu. Đây. Không hề chạy. Tèo hết. Đúng không? Thử chưa? Rồi, đây. Rồi, chọn dưới. Đây. Đã xảy ra lỗi. Ở đây là require once. Đây là include này. Đây. Tức là nếu mà require một file hai lần thì có lỗi không? Thử nhá. Nào. Tôi require một file hai lần. Có lỗi không? Có lỗi đúng không? Nhưng nếu tôi include hai lần có lỗi không? Lỗi nhưng đây là lỗi redeclare. Ví dụ như tôi bỏ namespace đi. Tôi bỏ namespace đi. Lỗi tất. Thế tại sao chúng nó lại khác nhau? Đây. Thực ra nếu mà khi mà các bạn dùng cái require và include này, nó sẽ có khác nhau về tác dụng và vị trí. Ví dụ chúng ta import một file về thư viện logic thì chúng ta nên sử dụng require. Đây là điều đầu tiên. Được chưa? Còn nếu mà sau này các bạn xử lý về phía giao diện ấy, tức là một cái file tên tên nào đấy mà hiển thị giao diện ra ngoài thì chúng ta hãy sử dụng file là tên là sử dụng cái hàm tên là include. Được chưa? Để khi nó xảy ra lỗi thì cái code giao diện vẫn được hiển thị. Được chưa? Còn nếu mà require mà các bạn dùng cho cái file nào chứa giao diện thì nó sẽ bị dừng lại ở cái đoạn lỗi, nó không chạy nữa. Được chưa? Đấy là sự khác nhau của hai thằng. Còn require one và include one thì sao? Ví dụ như lúc nãy là chúng ta không được phép dùng hai hàm include hoặc hai hàm require đúng không? Như này đúng không? Đúng không? Được chưa? Này thì sẽ báo lỗi. Nhưng mà nếu tôi thêm cái chữ once vào đây thì nó sẽ hết lỗi. Vì sao? Vì cái tác dụng của hàm require once và include once, ý nghĩa của nó là nó sẽ kiểm tra xem nếu mà trước đấy đã từng require cái file đích rồi thì nó sẽ không require nữa. Được chưa? Khi mà đã require file đích rồi thì không require nữa, mà nếu mà chưa có thì được quay vào. Được chưa? Đấy là ý nghĩa của hai cái once này. Xong chưa? Tiếp theo là hàm vadam để làm gì? Hả? Hiển thị thông tin.
Thế ta chỉ hàm echo. Hả? Ờ đúng. Với hàm VADAM thì nó giống tác dụng đụng dụng. Nó cũng chỉ đơn giản là hiển thị giá trị của một biến hoặc một cái biểu thức. Tuy nhiên nó sẽ hiển thị ra cả kiểu dữ liệu của cái biểu thức đấy. Đặc biệt thằng VADAM này có thể hiển thị được giá trị của mảng và lớp và class, hay còn gọi là object. Còn thằng echo thì không làm được cái việc đấy. Được chưa? Echo không làm được cái việc đấy. Tôi hay viết thêm cái hàm này. Ví dụ tôi hay viết cái hàm này, function dd variable. Ý nghĩa của nó là tôi echo ra trước một cái đoạn pre, cái thẻ pre như này, và tôi tiến hành VADAM ra cái va, sau đó tôi đài luôn. Đó, đi bất kỳ đâu tôi cũng dùng cái hàm dd để giúp tôi làm cái việc là tôi sẽ dừng lại cái code PHP của tôi ở một cái chỗ nào đấy để kiểm tra cái giá trị của cái biến mà tôi muốn kiểm tra. Được chưa? Thì ở đây tôi sẽ dùng như này. Ví dụ tôi có thể hoàn toàn thể đã require thiện lip rồi nhá, thì tôi có thể là hoàn toàn là dùng như này, dd ra cái tính tổng này, dòng số bao nhiêu, kiểu dữ liệu là gì, kết quả. Được chưa? Đó, xong chưa? Đấy là cái hàm dd tổ hợp và đầm đài. Tôi hay dùng nhất là cái trò này. Hàm unset dùng để làm gì? Hậu, đọc chưa? Hàm unset là hàm sẽ giúp chúng ta loại bỏ một phần tử nằm trong mạng dựa vào key của nó. Tôi nói là dựa vào key nhé. Key thì nó đều có, nó có thể là index hoặc có thể là string. Được chưa? Xong chưa? Tiếp tục, chúng ta tìm hiểu tiếp cho tôi các hàm function. Ví dụ chúng ta search cho tôi là PHP reference của trang VK3 School này. Đây, PHP reference của VK3 School. Được chưa? Đọc qua cho tôi một loạt. Tôi cho các bạn 15 phút đọc qua cho tôi một loạt về các cái hàm về PHP array function, xem nó có khác gì và cần phải giải thích cái hàm nào ở trong cái PHP về các hàm xử lý về mạng hay không. Bởi vì các bạn đã học qua một lượt về các hàm ở trong JavaScript rồi, đúng không? Ở đây nó cũng tương gần như tương tự, nó cũng có một vài chỗ khác, nhưng mà các bạn phải tự tìm hiểu trước. Sau đó thì tôi sẽ hỏi tôi những cái hàm mà các bạn không hiểu, tôi sẽ giải thích cả lớp nha. 10 phút cho PHP array function.
nhiều lắm. Chỉ đọc những cái hàm mình thấy kiểu dạng là quen quen thôi, chứ đừng đọc quá nhiều, bởi vì chúng ta cũng không bao giờ dùng hết những bằng này hàm đâu, nó quá nhiều luôn. Thế có hàm nào lạ lạ thì đọc thôi. Ngoài những hàm quen ra thì những cái hàm nào mà ví dụ như những tôi quân ninh luôn những cái hàm này, ví dụ như hàng array thì rõ ràng rồi này. Hàm này này, hàm này để tạo ra mảng mới tương đương với cặp dấu ngoặc vuông ấy. Array deep này, array fin này, array filter này, array intersect này, array key này, array key exist này. Cái này là chưa có đúng không? Ở bên kia không có đúng không? Ở bên JavaScript không có đúng không? Thì bên này có. Key exist là kiểm tra xem một cái key có tồn tại ở trong cái mảng này không. Đó. Array map, array merge. Nhiều phết đấy. Array merge recursive này. Pop, put, rend, replace, revert, shift, slide, supply, unique, unsweep, work, r sort, r sort, compact, count, extract. Compact và extract là một cặp với nhau, hai thằng này trái ngược nhau. In array, sort. Đấy là những cái hàm mà hay dùng. Được chưa? Có ai thắc mắc gì không? Chúng ta có một cái hàm ở trong cái mớ hàm của bảng này, đó là hàm implode, là chuyển từ mạng ra chuỗi, giống như hàm roi ở bên kia đúng không?
Được chưa? Ông Nam ý không người Đức. Xem đi. Không đều, không đều. Không đều mình có bảo không? Úc thì không tìm, quả liều tiều. Thầy mình sẽ đá bóng thôi, không cần thì phải xem. Nào. Xong chưa? Không ai hỏi gì cả, thôi đi nha. À. Nhiều quá. Nhiều quá. Đâu có đồ để chán. Và bây giờ luyện tập để cho nó dễ đỡ chán nhé. Nó đỡ chán nhé. Có mà tìm hiểu. Về nhà chỉ có ăn mới ngủ. Tìm hiểu quá ấy. Chán, ngồi đây. Tôi chưa luyện được đến cái tầm mà về nhà làm việc đâu. Tôi không tin cái việc về nhà tìm hiểu của ông đâu. Rồi như sau. Lại giống như cũ thôi. Làm vài bài con chơi. Đây là bài 1. Tôi tạo một cái file là B1. B1.php. Được chưa? Bài 1 là yêu cầu tạo ra một hoàn thiện cái hàm này. Hoàn thiện hàm sau: generate random arr nhận tham số. Tham số thứ nhất là min, tham số thứ hai là max, tham số thứ ba là number element, total number. Rồi cái hàm này sẽ trả về, trả về một mảng random nằm random có số lượng phần tử bằng total element nằm trong khoảng từ min đến max. Làm đi luôn. Bài này estimate trong bao lâu ra? Chưa biết xong đề. Ông lại còn phải chép đề làm cái gì tí, kiểu gì tôi trả áp cái bài này lên. Đọc và hiểu đề đi đã, xong estimate cho tôi bài làm trong bao lâu. 5 phút nhé. Bây giờ đến 8:27. Đồng ý không? Ờ. Trông phụ quang xong mới đau khổ đấy hả quang? Chấp đề làm quái gì? Nghĩ giải pháp đi, cần đi nháp ra. Ô hay. Ba tham số thì là mình cho vào. Ba tham số trong hàm thì là mình cho vào. Không biết làm nào làm. Gọi hàm. Điền vào.
Cái gì đây? Được, thích làm gì đây? À, vào rồi à? Hết giờ rồi. Hết giờ à? Thầy thấy nó đấy, học hành thế mà. Chả làm gì được chặn đáng này. Buồn lắm á. Thôi mà đâu. Nó xuống gót chạy đây được.25 rồi nha. Thank you.
Xong chưa? Đầu tôi nè. Cánh. Xong chưa? Sắp. Rồi, function. Bê này xuống đúng không? Vứt vào, xong. Giờ sao? Cái gì? Mảng gì? Mảng D là cái mảng gì? Rồi. Rồi. Tại sao phải dùng array put làm gì nó khó? Sao nữa? Echo. Echo làm quái có nhìn thấy trả về không? Xong. Bây giờ có gì? Được chưa? Và đam nó ra. Và DD nó ra. Cái hàm DD của tôi vẫn đâu nhỉ? Đây. Rồi, này cái gì? Xong chưa? Test B1. Đúng chưa? Được chưa? Cái hai. Bài hai. Không sử dụng hàm sort. Hãy sắp xếp lại mảng ARR phía trên theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Đây, hãy tạo hàm sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Tạo hàm nhé, mình tự tạo hàm riêng của mình nhé. Ví dụ hàm của chúng ta sẽ tên là custom sort. Custom sort gồm hai tham số. Tham số đầu tiên là cái ARR, cái mảng. Được chưa? Tham số thứ hai là DESC. Được chưa? Và có giá trị mặc định bằng 1 bằng true. Với yêu cầu là DESC bằng true. Bằng true thì sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Từ nhỏ đến lớn. Nếu mà truyền vào bằng false thì sắp xếp là từ lớn đến nhỏ. Được chưa? Khi mà một hàm chúng ta gán cho nó bằng true như này này, đây người ta gọi là optional parameter, tức là chúng ta hoàn toàn có thể là không cần truyền tham số thứ hai này vào, thì ở trong hàm đấy được phép mặc định sử dụng cái hàm, cái giá trị của cái biến DSC này bằng true luôn. Bây giờ ví dụ như này, nói cho dễ hiểu này. Nó có function test, đúng không? Đô la A bằng kiện th, đúng không? Chúng ta tiến hành echo ra cái biến A. Được chưa? Xong chúng ta tiến hành là gọi cái hàm test như này, chẳng truyền gì. Thì mặc định cái thằng A này bằng kiện th luôn. Đây chúng ta không truyền gì vào đúng không? Đâu nhỉ? À tôi DD mất rồi. Thấy không? Được chưa?
Đó, đấy là cái optional parameter. Chúng ta không cần điền cái gì vào đây cũng được. Được chưa nhỉ? Thủy hiểu không? Thủy. Đấy nhá, như bình thường các hàm ấy, nếu mà tôi bỏ cái này đi. Đúng không? Được chưa? Thì tôi gọi cái hàm như này có chạy được không? Và cái hàm này tức là nó chạy các câu lệnh trong này. Và nếu mà nó vào trong này nó không có cái biến A truyền vào. Đây chúng ta không truyền biến A vào này. Đúng không? Đây nha, ví dụ chúng ta truyền biến vào đây là thiện th vào này. Thì đến khi mà chúng ta gọi cái hàm như thế này thì cái hàm này sẽ được chạy và nó sẽ có tự động có cái biến A này bằng giá trị của cái thiện th luôn, đúng không? Và tôi echo cái A này ra thì nó ra chữ thiện th, đúng không? Trong trường hợp chúng ta nếu mà không truyền cái gì vào thì cái A này có giá trị không? Cái A này có giá trị không? Nó báo lỗi ngay. Được chưa? Thế cho nên chúng ta có thể làm một cách là họ không cần truyền gì vào nhưng mà biến A này vẫn có giá trị. Nhưng mà sẽ là một cái giá trị mặc định do chúng ta tự định nghĩa bằng thủy chẳng hạn. Được chưa? Bây giờ chúng ta vẫn chạy cái này, nó ra chữ thủy. Bởi vì khi họ không truyền gì vào thì cái biến A này sẽ mang giá trị mặc định bằng cái này. Còn nếu mà họ truyền vào bằng một cái khác, ví dụ đây chữ quang, thì nó sẽ ra chữ quang. Được chưa? Tương đương với việc khi mà họ truyền vào thì cái biến A này mang giá trị là bằng cái text họ truyền vào hoặc bằng giá trị họ truyền vào. Còn nếu họ không truyền vào gì thì A này mặc định bằng cái giá trị bên này. Được chưa? Đấy. Thì đây là bài thứ 2. Làm đây. Chụp.
Đầu thế. Làm hàm sắp xếp xuôi chứ đi. Nãy giờ mình nhìn không thấy một đứa nào nhát. Thế hay. Hai đang làm sắp xếp thì đừng nhìn nhát. Cốt không, không nhát được à? Nhưng mà đang làm cái sắp xếp thì dễ. Không có thói quen nhát thì sau này không chỉ khổ thôi.
Xong chưa? Cũng khó thế. Ủa bài nào càng đề càng dài thì càng dễ đúng không? Để đề ngắn thì khó quá. Đâu rồi? Chẳng được cái dòng nào này đâu bạn. Không hiểu sao. Mày có ba đông nó ra đâu? Đi đây tôi sẽ làm. Ông quên không định nghĩa hàm cho cô gọi hàm đâu nó chạy được. Thằng cháu cần này. Anh nhìn cháu cần. Bây giờ là được thằng ngáo đá này nữa. Biến nó phải có cái gì? Biến nó phải có cái gì? Tham số. À, biến có biến phải có cái gì thì mới gọi là biến. Định nghĩa biến ở trong PP thì nó phải có ký tự gì? Cái kia các đoạn từ cái đoạn A vào đầu đóng vào ngoặc ra như kia. Như này nó sẽ hiểu là thằng số. Vâng. Đấy, tôi biết ngay mà đấy tôi vừa mới nhắc phải gồm xong. Một thằng luôn. Đâu cái y gì à? Cái y đúng rồi. A R R I gì à? Đấy. Nó có bao giờ nghe đâu. Hiểu chưa? Chạy thử đi xem có được không? Đúng không? Cái biến sắp xếp ở tầm 21 này chưa có này. Em gọi hàm này hàm thì hàm thì làm gì có đô la thằng áo này ô hay thú vị thật. Xong này là con eco mảng chịu. Trong khi hàm trên không thể return mà eco có cái gì vậy hả? Hàm sắp xếp lại cái return ok để return cái mảng này ra vậy thì ông chỉ đây nha cái mảng này đúng không, cái hàm này đúng không, nó sẽ mình mang này rb ra, tức là nó chỉ có một số thôi, ông sắp xếp cái quái gì arr cái hàm ra là trả được một số đúng không, đúng rồi. À có thế. Mày lại không để ý nguyên cả một cái đoạn lúc nãy nói chuyện. Đây, đơn giản như này thôi. Sửa xóa ngay. Ra 1.10. Rồi, chạy đi. Tiếp tục chạy đi. Năm mấy? Em năm mấy nữa? Nữa năm mấy? Vậy thì nó có một số ép luôn vào trong mảng này. Thế cái vòng for này có giá trị gì? Có tên là làm nào? Vừa mới biết cái hàm ở đây một xong. Nó có để ý cái gì đâu? Đấy. Thằng ngáo cần đấy. Được hai thanh niên bàn một ngáo cần. Tội nghiệp. Được thằng ngáo cần này thì viết hàm, định nghĩa hàm thì không gọi. Thằng kia không theo dõi gì cả. Mặc khoanh quá đấy. Nào, cô bé ngáo cần xong chưa? Cái nó xong rồi này. Cảnh không chưa? Nào, cô gì? Cái này, thằng này, chỉ biết đó. Chào. Xem sai không? Sửa được không? Thì này, cái hàm này phải có đi đâu không? Có hả? Đâu?
Eco có hiện tượng giá trị của mạng. Ba năm giá trị của mạng không phải là chuỗi đâu mà ba năm thì đến là ba năm là hôm nào mà chẳng đi giặt cơ mày cứ làm cái hôm khác thì mày không ngơ thôi bây giờ đúng ngủ đây là bài về nhà nhá. Tìm cách xử lý nó. Có biết khác cũng phải có cách xử lý. Đúng không ra? Chị Hậu, Phạm Thị Phương Thủy, Đào Minh Thắng.